Mến chào quý cô chú chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Mimi nha. Sẽ có một số hoa giấy rất là nhiều loại muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Coi cho mi. Dạ em chào anh Thái, em mến chào quý cô chú anh chị đang xem clip của em hay cũng như xem kênh của anh Thái ha. Thì trước hết em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em clip vừa rồi ha. Thì địa chỉ nhà vườn của em là Tăng Khánh Trung, Lấp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại của em là cũng như là số Zalo là 0907426576. Rất mong clip hôm nay được quý cô chú anh chị ủng hộ tiếp em ha. Thì em lên mã số 1 luôn ha quý cô chú anh chị. Ok, rượu vang của anh chị em. Tán em đo đây là 43. Chiều cao là 93. Hoành em đo đây là hoành 19 ha quý cô chú anh chị. Mã số 1 em xin giao lưu với mức giá là 450 ha. 450 cho mã số 1 em đã bao phí ship cho mình rồi ha quý cô chú anh chị. Cây này quý anh chị em mình làm 2 tầng được ha. Dạ. Rượu vang. Rồi em lên cho mình mã số 2. Cẩm thạch 3 màu quý anh chị em. Hồng sen, sakura, blaikan và tán 57. Tím tuyết lá cẩm thạch. Chiều cao 53. Hoành em đo là hoành 15 ha quý cô chú anh chị. Mã số 2 em xin giao lưu với giá là 280 nha. Em đã bao phí ship luôn ha quý cô chú anh chị. 280 cho mã số 2. Em lên cho mình mã số 3. Tím bướm và trắng malai quý anh chị em, hai màu đang full bông à. Tán là 64. Chiều cao là 60. Cây một rễ luôn. Hoành em đo đây là hoành 13 heo của chú anh chị. Mã số 3 em xin giao lưu là 280 heo của chú anh chị. 280 cho mã số 3. Em đã bao phí ship luôn rồi ha. Lên cho mình mã số 4. Cây nhiều màu à. Tán em đo được là 56. Chiều cao là 70. Hoành là hoành 14 ha quý cô chú anh chị. Mã số 4 em xin giao lưu với mức giá là 450 ha. Cây củ gối đặc 450 cho mã số 4 em đã bao phí ship cho mình rồi ha. Gồm có rượu vang, tím bướm, hồng gân và màu hồng tuyết quý anh chị em. Dạ. 450 cho mã số 4. Em lên cho mình mã số 5. Cây hai màu. Tím bướm và tím tuyết quý anh chị em. Tán là 48. Chiều cao là 60. Hoành ở đo ở đây là hoành 12 ha quý chú anh chị. Mã số 5 em xin giao lưu với mức giá là 280 luôn ha. 280 cho mã số 5. Form rất là tròn luôn. Dạ. Chị em. Em lên cho mình mã số 6. Cây 3 màu. Tán là 63. Chiều cao là 1m. Hoành em đo đây là hoành 17 ha quý chú anh chị. Mã số 6 em xin giao lưu với mức giá là 430 luôn ha. Gồm có tím bướm, trắng malai và cam lửa quý anh chị em. Em lên cho mình mã số 7. Một cây tím bướm phun bông. Phun tàn tròn. Tán là 75. Chiều cao là 80. Hoành em đo đây là hoành 16 ha. Thì mã số 7 này em xin giao lưu với mức giá là 450 ha của chú anh chị. 450 cho mã số 7 em đã bao phí ship cho mình rồi ha. Em lên cho mình mã số 8. Cây 4 màu anh chị em. Tán là 65. Chiều cao là 75. Hoành em đo đây là hoành 15 ha. Thì mã số 8 này em xin giao lưu với mức giá là 300 ha của chú anh chị. Rồi có rượu quang. 300. Trắng malai, tím bướm và đỏ lửa quý anh chị em. Em lên cho mình mã số 9. Đỏ lửa, cam lửa, tím malai. Tán em đo là 67. Chiều cao là 60. Hoành em đo đây là hoành 17 ha. Thì mã số 9 em xin giao lưu với mức giá là 380 ha của chú anh chị. 380 cho mã số 9. Em đã bao phí ship cho mình rồi ha. Em lên cho mình mã số 10. Cây 3 màu lỗ anh chị em. Đỏ lửa, cam lửa và ruby tím lửa. Tán là 59. Chiều cao là 72. Hoành em đo đây là hoành 14 ha. Mã số 10 em xin giao lưu với mức giá là 280 heo của chú anh chị. 280 cho mã số 10. Em lên cho mình mã 11.
ngắn là 48, chiều cao là 70. Hoành em đó đây là hoành 15 ha, mã 11 em xin giao lưu mức giá là 300 heo của chú anh chị, 300 cho mã 11. Gồm có hồng gân, trắng mã lai và tím mã lai của anh chị em, 3 màu. 300. Em lên cho mình mã 12. Cây tím bướm. Tán là 52, chiều cao là 77. Hoành em đó đây là hoành 22 heo của chú anh chị. Mã 12 em xin giao lưu với mức giá là 4.4 ha. 4.4 cho mã 12 em đã bao phí ship cho mình rồi ha. Phồm rất là tròn. Em lên cho mình mã 13. Một cây hồng gân quý anh chị em. Hôm nay rực rỡ bông mà. Tán là 60, chiều cao là 82. Hoành em đo đây là hoành 13 heo của chú anh chị. Mã 13 em xin giao lưu với mức giá là 280 nha. 280 cho mã 13. Em lên cho mình mã 14. Không thấy lá luôn anh chị em. Một cây tím bướm à. Cực đẹp. Tán là 56, chiều cao là 77. Hoành em đo đây là hoành 18 ha. Thì mã 14 em xin giao lưu mức giá là 360 heo của chú anh chị, 360 cho mã 14. Em lên cho mình mã 15. Cây hai màu anh chị em, Alisa cánh thái đổi màu và tím bướm à. Tán em đo được là 74, chiều cao là 73. Hoành em đo đây là hoành 10 heo của chú anh chị. Mã 15 em xin giao lưu với mức giá là 300 ha. 300 cho mã 15. Em lên cho mình mã 16. Cây 3 màu anh chị em, 2 tầng, tím bướm, trắng mã lai và đỏ lửa nha. Tán là 62, chiều cao là 77. Hoành là hoành 14. Thì mã 16 em xin giao lưu với mức giá là 300 luôn heo của chú anh chị. Cây rất đẹp à. 300 cho mã 16. Dán bay. Em lên cho mình mã 17. Cây rất bizza. Tán là 60. Chờ để em ra lại. Tán là 67. Chiều cao là 70. Hoành em đó đây là hoành 16 ha. Thì mã 17 này em xin giao lưu với mức giá là 370 ha của chú anh chị. Thì nó có một cái vít sẹo ở đây ha. Kéo nhựa của anh chị em. Dạ. 370 cho mã 17. Em lên cho mình mã 18. 3 màu anh chị em, 2 màu kép và 1 màu cam lửa. Tán em đo đây là 43, chiều cao là 73. Hoành là hoành 10. Thì mã 18 em xin giao lưu với mức giá là 280 ha. Rồi một 280 cho mã 18. Kép trắng phát hồng và kép cam của anh chị em. Em lên cho mình mã 19. Cây nhiều màu của anh chị em. Tán là 77, chiều cao là 88. Hoành em đo vị trí này là hoành 28 ha. Thì mã 19 này em xin giao lưu với mức giá là 480 heo của chú anh chị. Em đã bao phí ship rồi ha. Gồm có tím bướm, đỏ lửa, trắng mã lai và rượu vàng của anh chị em. Dạ, mã 19 480. Phun bông. Em lên cho mình mã 20. Tím bướm phun bông, phơm tròn. Còn lên búp nữa của anh chị em. Tán là 56, chiều cao là 80. Hoành em đó đây là hoành 18 heo của chú anh chị. Thì mã 20 này em xin giao lưu với mức giá là 280 ha. 280 cho mã 20. Em lên cho mình mã 21. Cái nhiều màu quý anh chị em. Tán là 65, chiều cao là 81. Hoành em đó đây là hoành 22 ha.
thì mã 21 em xin giao lưu với mức giá là 450 luôn ha cô chú anh chị. Em đã bao phí ship rồi ha. Tím tuyết, hồng tuyết, cam lửa và bên đây trắng tuyết mới ghép cô anh chị, một bò bên này mới cơi. 450 cho mã 21. 4 màu. Em lên cho mình mã 22. Tiếp tục cây nhiều màu quý anh chị em. Tán em đo đây là 69. Chiều cao là 85. Hoành em đo đây là hoành 23 ha. Thì mã 22 em xin giao lưu với mức giá là 430 heo của chú anh chị. 430 cho mã 22. Cây này gồm có đỏ lửa, tím bướm, hồng gân và cam lửa quý anh chị em. Dạ. Em lên cho mình mã 23 là mã cuối clip heo của chú anh chị. Cây lắc rất là đẹp quý anh chị em. Cây này cũng 4 màu luôn. Tán em đo là 74. Chiều cao là 80. Hoành em đo đây là hoành 18 ha. Thì mã 23 này em xin giao lưu với mức giá là 450 luôn ha cô chú anh chị. Tím bướm, đỏ lửa, cam lửa và hồng gân quý anh chị. 450 cho mã 23. Vậy rồi cuối clip thì em cảm ơn Thái, cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ clip của em ha. Thì hẹn quý cô chú anh chị vào những clip tiếp theo ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ha. Hôm nay hoa rực rỡ quý anh chị em.